Mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi quý sửu sinh năm 1973. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý cô bác, người xưa có câu, sông có khúc, người có lúc. Không phải ai sinh ra cũng gặp khó khăn, họa nạn mà cũng chẳng có ai sống sung sướng được suốt cả một đời. Và cuộc đời người tuổi quý sửu được ví như đoạn thơ sau đây bao nhiêu thất bại khổ đau từ nay chấm hết vận xui bên mình một thân cố gắng không ngừng bốn mùa sung túc giàu sang bất ngờ thần tài ban lộc phát tài chín phần vượt phát đi theo trọn đời và tuổi quý sửu sinh năm 1973 là Lan Ngoại Chi Nghiêu được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông căn cứ vào sự dịch chuyển của các tròn sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng cuộc đời của người tuổi quý sửu phải trải qua nhiều thăng trầm lúc lên lúc xuống gặp nhiều hoạn nạn nhưng số trời ban cho phú quý phúc lộc đẻ hoè càng già càng giàu tiền tiêu ba đời không hết và được thể hiện qua năm bí mật động trời sau đây vậy những bí mật đó là gì xin mời quý cô bác tuổi quý sửu cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé tổng quan tử vi tuổi quý sửu, sinh năm 1973. Tử vi chọn đời quý sửu, sinh năm 1973, hay còn được gọi là, lan ngoại chi nghiêu, có nghĩa là châu ngoài chuồng, mạng tăng đố mộc, tức gỗ cây dâu tầm, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc tân cổ, xương con châu, tướng tinh con cua biển. Cung mệnh nam mạng, sinh năm 1973 là cung ly hỏa, thuộc đông tứ mệnh, cung mệnh nữ mạng, sinh năm 1973 là cung càn kim, thuộc tây tứ mệnh. Màu tương hợp là màu đen và màu xanh, màu tương khác là màu trắng. Cuộc đời quý sửu, sinh năm 1973, được Phật Hư không tặng Bồ Tát Bảo Hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni Hộ Mệnh, Phật Bồ Tát Phổ Hiền Ban Phúc, và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Ban cho trí tuệ. Xem tử vi chọn đời của người tuổi quý sửu, sinh năm 1973, người này có mệnh tài quan, lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi, nên cả đời ấm no, không lo thiếu thốn, cuộc sống an nhàn, cao sang, quyền quý. Tuổi Quý Sửu trong 12 con giáp cuộc đời được Bồ Tát Văn Thù ban cho trí tuệ nên thông minh, sáng suốt nhưng cũng rất thật thà, chất phác có chứng kiến và không bị lay động trước nhiều luồng tình cảm khác nhau. Người tuổi này may mắn được quý nhân phù trợ thường gặp hung hóa cát. Tuổi trẻ tuy gặp nhiều sóng gió nhưng đều thuận lợi vượt qua, hậu vận tốt lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc cuộc đời nam mạng được ông tử vi độ mạng, ban cho sức khỏe, nữ mạng được bà cửu thiên huyền nữ độ mạng, luôn được bình an, số người này được hưởng thọ từ 70 tới 89 tuổi, nếu ăn ở phúc đức, hướng thiện, thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Vậy điều gì tác động đến vận mệnh của người tuổi quý sửu trong cuộc đời, trước tiên xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Luận vận mệnh và tính cách của người tuổi quý sửu theo tứ trụ. Quý sửu là những người chăm chỉ, cần cù, kiên định và mạnh mẽ, họ thường có tính kiên nhẫn, và khả năng chịu đựng cao vì thế họ có thể vượt qua được nhiều bão tố của cuộc đời tính cương quyết khiến họ đôi lúc trở nên cứng nhắc khi quyết định điều gì thì ít khi thay đổi họ thường nói thì đi đôi với làm là người rất giữ chữ tín đây là con giáp có những nguyên tắc và thói quen rất đặc biệt họ luôn mong muốn có một cuộc sống ổn định và an toàn họ hy vọng mọi người xung quanh cũng tuân theo nguyên tắc và lắng nghe sự phân công của mình tình yêu gia đình sâu sắc nhưng những kỳ vọng quá cao đối với người thân của họ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy áp lực và mệt mỏi Người tuổi quý sửu có tài năng lãnh đạo, biết nhìn xa trông rộng, ít khi bị cám dỗ. họ là người có đầu óc thực tế, không mơ mộng, sống chân thật và luôn khiêm tốn. Khả năng thuyết phục của người tuổi quý sửu cũng rất đáng nể, tính cách của con người ảnh hưởng khá nhiều đến vận mệnh của mỗi người, nó không phải là yếu tố sẵn có, mà dần được định hình và phát triển trong hoàn cảnh và môi trường sống. Xác định tính cách một phần ảnh hưởng tới vận mệnh của đời người, nhờ những tính cách trên mà giúp tuổi quý sửu có thể đối mặt và vượt qua được nhiều trông gai trong cuộc đời luận vận mệnh và tính cách của tuổi quý sửu theo thiên can địa chi người tuổi quý sửu với nạp âm hành mộc do can quý là thủy ghép với chi sửu là thổ thổ kết hợp với thủy bằng chi các van thuộc lứa tuổi đời nhiều trợ lực và nghịch cảnh ở tiền vận cũng có may mắn nhưng vươn lên được phần lớn do nghị lực cộng sức phấn đấu của bản thân để vượt qua các trở ngại từ trung vận xét theo can chi địa chi âm dương đoán số bốn lượng sáu chi số này đi đâu cũng đều đặn hanh thông nhất là đổi họ rời nhà lại càng thịnh vượng ăn mặc đủ đầy tự số trời định sẵn Nam quý sửu là người bộc trực, thẳng thắn, cởi mở. Nữ quý sửu biểu hiện cho tính cách kín đáo và hiền dịu. Quý sửu có những đức tính trung thành, kiên nhẫn, siêng năng, cần cù, dễ tạo dựng sự nghiệp, thường là chỗ dựa cho nhiều người, hậu vận an nhàn và thanh thản hơn, nhờ sự tương hợp của ngũ hành, giữa can và nạp âm, sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Về tính cách quý sửu có đầy đủ tính chất của can quý, sống nhiều nội tâm, ngay thẳng, trầm lặng, mẫn cảm, gặp thời biến hóa như rồng, chi sửu cần cù, chịu khó, nhẫn nại, và kiên trì, suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, nên dễ được thành công. Luận vận mệnh và tính cách của tuổi quý sửu, sinh năm 1973, theo ngũ hành. Người tuổi Quý Sửu có ngũ hành thuộc Mộc, mệnh Tang Đố Mộc tính tình lanh lợi, hoạt bát, họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra để bảo vệ quan điểm của mình, họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè mà chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, với tính cách của người tuổi Quý Sửu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên dễ đắc tội với người, đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Quý Sửu mệnh Mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Vận mệnh của người tuổi Quý Sửu khá tốt được quý nhân đi theo phù trợ, mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được, tuy nhiên không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết mình thì mới có thể đạt được thành công. Nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở và khó khăn, phải đi vào hậu vận gia đình mới trở nên khá giả, nhờ vợ con, cuộc sống có nhiều niềm vui. Tiếp theo chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi chọn đời trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Về công danh, sự nghiệp. Xem tử vi chọn đời của người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, số người này có tài quan lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi nên sẽ có đường công danh, sự nghiệp vững vàng từ những năm 40 tuổi trở đi, thì tiền tài sự nghiệp bắt đầu ổn định, và vững chắc, càng về sau thì càng hanh thông hơn, sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả đời no ấm, cuộc sống an nhàn, cao sang, quyền quý. Đa phần những người tuổi quý sửu đều có đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại, vượt mọi gian khổ, chính vì thế mà họ thường đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Người tuổi quý sửu có trí tiến thủ và ham muốn lãnh đạo, nghị lực phi thường và tinh thần trách nhiệm cao, khiêm tốn, cẩn trọng nên gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Họ rất phù hợp với làm việc trong các lĩnh vực xây dựng nội thất kiến trúc, nghề mộc, nhà hàng, quán ăn, đặc biệt là người tuổi quý sửu rất hợp với những nghề có liên quan tới kinh doanh như quán xá, thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi thủy hải sản. Người tuổi quý sửu cũng rất khôn ngoan, phù hợp với các nghề chính trị, ngoại giao và giáo viên trong công việc tuổi quý sửu làm việc một cách có trình tự khoa học mọi chuyện đều được giải quyết rõ ràng đúng mực họ từng lo lắng về sự nghiệp nhưng ít khi bộc lộ điều ấy ra bên ngoài họ cũng ít gặp sóng gió trên đường đời tiền đồ sán lạn vào trung vận trở đi khi công việc gặp khó khăn họ sẽ dũng cảm nhảy vào giải quyết tuy nhiên có một số yếu điểm mà người tuổi quý sửu nên khắc phục để công việc được suôn sẻ đó là nên bỏ tính bảo thủ ngoan cố cứng nhắc và độc đoán trong công việc Quý sửu là những người đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn, nếu bạn đang cần một lời khuyên hãy đi hỏi người tuổi quý sửu, họ sẽ đưa ra cho bạn giải pháp tốt nhất để tháo gỡ những rắc rối của mình. Tuy nhiên, họ lại không được khéo trong giao tiếp bởi vậy nên thay đổi để có được nhiều mối quan hệ tốt hơn trong xã hội. Nhìn chung, sự nghiệp của người tuổi quý sửu sẽ luôn có kết quả tốt đẹp, người tuổi này may mắn nhờ được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát nhờ thế mà cuộc sống phú quý, giàu sang. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió, nhưng đều thuận lợi vượt qua, trung vận trở đi gặp nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc. Về mặt tài lộc, theo tử vi chọn đời của quý sửu, sinh năm 1973, về mặt tài vận khá sáng sủa, dù tiền vận không được giàu có, nhưng càng về sau thì thu nhập càng ổn định, có nhiều nguồn thu tiền bạc dư giả, nhờ vậy mà cuộc sống có phần lên cao. Về vấn đề tiền bạc, hậu vận không phải lo nghĩ gì nhiều, cuộc sống ấm no, giàu sang phú quý, lại được con cháu hiếu thảo phụng dưỡng. Thời trẻ người tuổi quý sửu ngay thẳng, thật thà nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tiền bạc, nhưng cũng vì đức tính chăm chỉ, siêng năng, dễ tạo ra của cải. Đôi lúc được ban cho vận may làm ăn, nhờ vậy mà cuộc sống luôn được sung túc và đủ đầy. Khi vào trung vận đã có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng có cho mình hướng đi và nhiều cách kiếm tiền. Tuy nhiên, đa phần tuổi quý sửu thường chi nhiều hơn thu nên tránh xa trốn cờ bạc đỏ đen sẽ tốt. Nếu có cơ hội đầu tư nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng khi hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Những người tuổi quý sửu thường sống khá tiết kiệm, biết dành dụng của cải, có không ít nhà cửa, đất đai, tiền bạc, đồ giá trị. Song đôi khi lại tiêu xài vô độ, vung tay quá chán, để rồi sau đó lại hối hận không thôi. Người này trong đời cũng có nhiều cơ hội giành được những khoản thu ngoài dự kiến, nhờ đó mà phát tài xong đừng vì thế mà chìm đắm buông thả bản thân. Ngoài ra, người tuổi quý sửu không khéo trong giao tiếp nên cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài, nếu có thể sửa được những điểm này, thì tài lộc thanh thang, giàu sang phú quý trong cuộc đời. Tuổi quý sửu tài lộc bình bình ở tiền vận, nhưng vụt cao sáng sủa ở thời kỳ trung vận, bạn có thể yên tâm bởi chính tài ở bên đảm bảo thu nhập từ công việc chính khá vững vàng. Ngoài ra, con giáp này còn có nhiều cơ may trong đời để đổi vận giàu có. Tuy nhiên, hung tinh cũng dễ gây ra những chuyện bất ngờ, điển hình là có những chuyện học sinh bất ngờ trong cuộc sống đòi hỏi phải dùng tiền mới có thể giải quyết được vì thế tuổi quý sửu trong cuộc sống nên thận trọng với các chuyện làm ăn đầu tư hoặc các vấn đề có liên quan tới kiện tụng vì một khi theo đến cùng thường không được lợi mà còn dễ tiêu hao tài sản tiền bạc của chính mình may mắn người tuổi này có con cái thành đạt về sau nhận được lộc trời ban nhà cửa khang trang đất đai cũng không ít về già sống ấm no hưởng phúc vận mệnh của tuổi quý sửu có thể làm ăn phát đạt hanh thông thuận lợi hay không thì việc lựa chọn tuổi để làm ăn là vô cùng quan trọng theo luận đoán tử vi tuổi Quý Sửu, có ý tưởng kinh doanh hay đầu tư thì nên chọn các con giáp sau đây để hợp tác làm ăn thì sẽ rất thành công, đó là các tuổi Quý Sửu, Ất Mão và Đinh Tỵ, những con giáp này sẽ là một sự trợ giúp vô cùng vững chắc đem lại may mắn và tài lộc cho quý bạn. Ngoài ra Quý Sửu không nên hợp tác làm ăn với các tuổi Tân Mùi, Kỷ Mão, Đinh Hợi, Ất Mùi, Canh Tuất nếu làm ăn và hợp tác kinh doanh với những tuổi này sẽ khiến cho bản mệnh nhiều lần gặp phải khó khăn, lỗ nhiều hơn lãi. Về phương diện sức khỏe Người tuổi quý sửu, cuộc đời nam mạng được ông tử vi độ mạng, ban cho sức khỏe. Nữ mạng được bà cửu thiên huyền nữ độ mạng, ban cho sự an bình. Tuổi này có sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt, nếu có thể ăn uống điều độ, giúp tinh thần thoải mái, thì chắc chắn khỏe mạnh, cường tráng, thọ lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, người tuổi quý sửu mệnh thổ nên dễ mắc các vấn đề về đường ruột như đau dạ dày, viêm ruột, trào ngược dạ dày, lét dạ dày, nên hạn chế ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ, kích thích như chua, cay, không nên ăn quá nhiều đường, nếu không sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Nên giữ nguyên tắc ăn đồ thanh đạm thì sẽ rất tốt cho sức khỏe. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi quý sửu thường tập lao động để làm việc nên ít khi chú ý tới chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, thức khuya, thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, dù nghỉ ngơi nhanh chóng khỏe lại nhưng cũng không vì thế mà lạm dụng, vào độ tuổi nào thì sức khỏe cũng là điều quan trọng, hãy luôn lưu ý và để tâm cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian bên gia đình, để đi chơi và đi du lịch ngắn ngày cũng giúp cho tinh thần của bản mệnh thêm hưng phấn, giảm bớt căng thẳng áp lực. Ngoài ra thì tập luyện một số môn thể thao cũng giúp cho sức khỏe luôn được duy trì, quý sửu hãy luôn nhớ rằng có sức khỏe là có tất cả để có thể sống lâu trăm tuổi, hưởng phúc bên con cháu. Về phương diện tình cảm, gia đạo về tình cảm hầu hết nam giới tuổi quý sửu rất được phụ nữ ái mộ cương nghị quật cường thích những cô gái dịu dàng và khéo léo trong tình yêu đàn ông tuổi quý sửu có điểm yếu trí mạng là họ hay động cơ ghen tuông vô lý khiến người yêu không ít lần mắc tiếng oan tuy nhiên đây lại là người trong mẫu mực luôn quan tâm chăm sóc vợ con không ngại làm việc nhà khiến bạn đời luôn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy song vì bản tính thận trọng dè dặt nên họ thường lập gia đình muộn Nữ giới tuổi quý sửu biết cách chăm sóc và xây dựng gia đình, họ luôn hết lòng vì gia đình, tình yêu của người tuổi quý sửu rất thực tế, không lãng mạn và ướt át. Trong tình yêu họ rất ôn tồn và chịu đựng, hôn nhân của tuổi nữ quý sửu khá êm ấm, những người tuổi quý sửu cũng rất đào hoa, vì vậy nên hạn chế các mối quan hệ quá thân thiết để tránh tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng. Về phần gia đạo, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 có gia đạo được êm ấm và hoàn toàn hạnh phúc trong cuộc đời, sẽ không gặp phải những biến cố quan trọng, duy chỉ có lúc nhỏ là hay gặp phải khó khăn gia đạo trục trặc đôi chút nhưng không có vấn đề gì cả, rồi cũng trôi vào quá khứ. Về tương lai, cuộc sống bình yên, con cái thành đạt, hưởng phúc con cái. Khi về già, đối với tuổi quý sửu, gia đình là nơi thiêng liêng gắn bó suốt cuộc đời của một con người, bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả, dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Trong gia đình, mặc dù rất ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nhưng tuổi quý sửu luôn có những hành động yêu thương vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Có đôi lúc họ trở nên nghiêm khắc, khiến không khí gia đình buồn chán, tẻ nhạt, nhưng cũng có đôi lúc họ đem lại niềm vui, tiếng cười cho căn nhà. Quý Sửu Nam mệnh luôn biết cách nhường nhịn, việc chi tiêu trong gia đình không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Quý Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu và luật lệ của mình. Phụ nữ tuổi Quý Sửu thì đều hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Họ luôn là hậu phương vững chắc nhất chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu, dù có phải trải qua những thăng trầm khó khăn trong cuộc sống. Phụ nữ tuổi này cũng vì gia đình và con cái mà cố gắng về sau được hưởng lộc từ con cái rất nhiều. Tiếp theo đây chúng ta cùng đi vào luận giải chi tiết vận mệnh của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 theo tháng sinh phát tài và giờ sinh phú quý. Đầu tiên là luận vận mệnh của người tuổi Quý Sửu theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng Giêng. Những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng Giêng thường thông minh, tài trí hơn người, tuy nhiên thiếu sự may mắn và thời cơ thuận lợi. Bởi vậy, thành công đến với họ thường khá muộn. Sinh tháng 2 âm lịch người sinh tháng này, có hoài bão ước mơ lớn, song do thiếu sự tính toán cẩn thận mà vấp phải nhiều thất bại. Nếu kiên trì vượt qua trở ngại thì sự nghiệp sẽ ngày càng ổn định và vững chắc hơn. Sinh tháng 3 âm lịch Quý sửu sinh vào tháng này, là người tự do, thích nay đây mai đó, thích làm những điều mình muốn, những người này thường có xu hướng kết hôn muộn. Nhờ vào sự thông minh, mưu trí, mà tuổi sửu dễ dàng xây dựng được sự nghiệp vững chắc ngay từ thời còn trẻ. Sinh tháng tư âm lịch Người sinh tháng này là người cần cù, chịu khó nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán, bỏ lỡ nhiều cơ hội, vận may quý giá. Nếu muốn đạt được thành công, người này cần phải rèn luyện sự kiên trì và học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Sinh tháng năm âm lịch. Người sinh tháng này không kiên định, không có lập trường vững vàng, dễ thay đổi và dễ tin tưởng người khác. Bởi vậy, trong cuộc đời tuổi quý sửu không ít lần bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, nếu cẩn thận, kiên nhẫn, mọi khó khăn và trắc trở đều có thể giải quyết. Sinh tháng 6 âm lịch. Người sinh tháng này ngay từ khi còn nhỏ đã ham học hỏi, hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa, càng trưởng thành càng năng nổ, nhiệt tình tốt bụng. Hễ gặp khó khăn là có quý nhân phù trợ và giúp đỡ cả đời sống trong an nhàn, sung sướng, không lo túng thiếu. Sinh tháng 7 âm lịch. Số người này gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, sớm có công việc ổn định, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc vợ chồng một lòng thủy chung yêu thương lẫn nhau. Về già có của cải, tài lộc để lại cho con cháu. Sinh tháng 8 âm lịch. Quý sửu sinh vào tháng này, tự thân lập nghiệp đi lên từ hai bàn tay trắng, sớm muộn cũng đạt được thành công. Cuộc đời tuy phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng được hưởng phúc lộc. Càng về già cuộc sống càng ổn định và sung sướng, gia đình hòa thuận, vợ chồng yêu thương cùng nhau chia sẻ và vượt qua khó khăn. Sinh tháng 9 âm lịch. Quý sửu sinh vào tháng này, được hưởng phúc lộc của ông bà tổ tiên để lại nên cuộc đời gặp nhiều may mắn, khó khăn có quý nhân phù trợ giúp đỡ sớm được thành danh, đạt được địa vị quyền lực trong xã hội. Sinh tháng 10 âm lịch. Quý sửu sinh tháng này, ban đầu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và khó khăn, nhưng nhờ sự thông minh, quyết tâm và xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định, càng về già cuộc sống càng đủ đầy và tiện nghi. Sinh tháng 11 âm lịch. Quý sửu sinh tháng này có nhiều ước mơ, hoài bão nhưng không biết phấn đấu, dễ chán nản, bỏ cuộc. Người này muốn thành công cần phải có thời gian và lòng kiên trì, có như vậy về già mới được như ước muốn và sống an vui, đủ đầy sinh tháng 12 âm lịch Quý Sửu sinh vào tháng này có đường công danh sự nghiệp không mấy thuận lợi nhưng tình duyên lại gặp nhiều may mắn cuộc sống gia đình hòa hợp ngập tràn niềm vui và hạnh phúc tiếp theo là luận vận mệnh tuổi Quý Sửu theo giờ sinh sinh giờ Tý từ 23 giờ tới 1 giờ người tuổi Quý Sửu sinh vào giờ Tý thường kết hôn sớm gia đạo Hưng Thịnh con đàn cháu đống cuộc sống hạnh phúc vô ưu trước khi bước vào hậu vận Tuy cuộc sống phải tiêu dao tự tại, nhưng sức khỏe dễ giảm sút cần phải chú ý ngay từ bây giờ. Sinh giờ Sửu từ 1 giờ tới 3 giờ. Đa phần người tuổi Quý Sửu sinh giờ Sửu đều thông minh, đa tài, hiểu sâu, học rộng, văn chương cái thế, nhưng hay gặp phải chuyện buồn phiền, cuộc đời cũng trải qua ít sóng gió. Người này theo nghiệp văn chương sẽ phát triển tốt. Sinh giờ dần từ 3 giờ tới 5 giờ. Quý Sửu sinh giờ này tuy có tài nhưng khó thành công trong sự nghiệp vì không gặp thời người này có sao thái dương chiếu mệnh nên gặp nạn được cứu, mọi sự cắt tường có quý nhân giúp đỡ. Sinh giờ mão, từ 5 giờ tới 7 giờ. Cuộc đời của người tuổi quý sửu sinh giờ mão, gặp nhiều trắc trở thiếu vận quý nhân, làm việc gì cũng phải tự lực cánh sinh. Do đó tiền vận vất vả, nhưng hậu vận yên ổn, người này phải tính toán, nhưng cũng cần phải cẩn trọng trước khi tiến hành bất cứ việc gì, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Sinh giờ thìn, từ 7 giờ tới 9 giờ cuộc đời người tuổi quý sửu sinh giờ thìn, gặp nhiều phiền toái, nhưng cuối cùng cũng vượt qua và không phải lo lắng về gánh nặng vật chất. Tuy nhiên, âm khí nặng, nên đề phòng bị người khác hãm hại, và cuộc sống sau hôn nhân dường như không thuận lợi. Sinh giờ tỵ từ 9 giờ tới 11 giờ. Nhờ có sao thái âm chiếu mệnh, nên người sinh giờ này có số tài phú tràn đầy, mang tới cuộc sống sung túc, quan vận khá tốt, có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, số người này dễ bị đố kỵ mà bị tiểu nhân hãm hại, nên phải cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè. Sinh giờ Ngọ từ 11 giờ tới 13 giờ. Người sinh giờ này đa phần có vận đào hoa, có số nhận con nuôi, dù là nam hay nữ đều khó tránh khỏi ly hôn hay ngoại tình. Cần phải thay đổi ứng xử phù hợp, thận trọng hơn trong các mối quan hệ để tránh tình trạng trên. Sinh giờ Mùi từ 13 giờ tới 15 giờ. Người sinh vào giờ này thường không gặp may mắn, dễ gặp bất hạnh trong tình yêu và hôn nhân, nhưng về tiền bạc được dư giả, về già sống an nhàn. Sinh giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Nhờ có sao tử vi chiếu mệnh, nên phần lớn người tuổi quý sửu sinh vào giờ thân, đều được phúc lộc trời ban, quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, gặp hung hóa cát. Công việc, sự nghiệp thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có cơ hội thăng quan tiến chức, làm kinh doanh thì giàu có vững bền. Cuộc đời người tuổi này phú quý song toàn, đường phúc lộc bình an. Sinh giờ dậu từ 17 giờ tới 19 giờ. Người sinh vào giờ này, có sao bạch hổ chiếu mệnh, nên tài vận dễ hao tổn, cuộc đời thăng trầm bất ổn, sức khỏe suy nhược, bệnh tật liên miên, cần đề phòng những tai họa bất ngờ ập tới. Sinh giờ tuất từ 19 giờ tới 21 giờ. Người sinh giờ này có sao thiên đức chiếu mệnh, nên người tuổi quý sửu sinh giờ tuất thường có ý chí kiên cường, tính tình cởi mở tiền đồ sán lạn, đi đến đâu cũng được nhiều người giúp đỡ, suốt đời no đủ, không phải lo cơm áo gạo tiền, sự nghiệp thuận lợi, thành đạt. Tuy nhiên, vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp, số người này phải lập nghiệp ở nơi xa thì sẽ thuận lợi. Sinh giờ hợi, tức từ 21 giờ tới 23 giờ. Sinh giờ này, người tuổi quý sửu thường mạnh mẽ, và có sức khỏe rất tốt, là người có trách nhiệm, và tấm lòng cao cả. Vận số của họ khá vất vả trong cuộc đời, nhiều lần gặp phải nhiều nguy hiểm, nhưng danh tiếng lại được tốt, được nhiều người kính trọng. Sinh vào giờ này đa phần đều có bản lĩnh hơn người, số phải đi xa, nhưng sẽ lập nên đại nghiệp làm dạng danh tổ tiên. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là luận giải chi tiết về tử vi chọn đời về tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan cho những dự định sắp tới của mình. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn may mắn, phát tài thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.